là bé nhà tôi 3 tuổi rưỡi bị HP thì có thể sử dụng chè dây có được hay không ạ? Mấy tháng cháu lại có đợt đau bụng, ăn gì vào thì cũng bị nôn. Xin cảm ơn ạ. Chào bạn, như nhà thuốc đã thông tin ở những video trước thì chè dây có công dụng rất là tốt cho những bệnh nhân bị viêm dạ dày. Tuy nhiên thì chè dây được khuyến cáo là không nên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ. Do vậy thì trường hợp của bé nhà bạn thì nhà thuốc khuyên là không nên sử dụng chè dây bạn nhé. Bạn nên đưa cháu đi khám để được bác sĩ tư vấn và có hướng điều trị kịp thời bạn nhé.